là vô biên phiền não mà cần phải đoạn.
nó phát xuất từ, nó phát xuất từ một cái chấp mà ra. Tại vì chấp mà nó sanh ra phiền não vô duyên. Tại là ngã nhân xuất thân và thọ mạng là nó phát sinh từ lai chấp ngã xuất. Còn tác nhậm chỉ việc mà ta có học đây đó, nó phát sinh từ lai chấp, nhưng mà chấp về cái pháp tu, chấp về pháp tu, chấp về ngã tướng là đã trở ngại đường Bồ Đề Niết Bàn rồi, mà chấp về pháp tu cũng không đi tới Bồ Đề Niết Bàn được. Dù chấp ngã tướng hay chấp pháp tu, căn nguyên vẫn là chấp. Trên đường tu Phật, chấp là cái điều cấm kỵ, đứng đầu ở trong những điều cấm kỵ. Thành ra là đại chúng để ý, chúng ta nó phát sinh ra những cái phiền não, những cái vô minh, những cái đau khổ đều là từ nó chấp hết thôi. Thành ra đây chấp ngã nhân chúng sanh họ giả là thuộc về chấp ngã, chấp ngã tướng. Còn pháp nhậm chỉ diệt là chấp về pháp tu. Mà hai cái điều này thì là người đệ tử Phật dù có thiện tâm, có thiện chí muốn tu, nhưng mà nếu không nghiên cứu cái này thì là vẫn bị kẹt, bị vướng mắc mà không tiến lên được trên con đường giác ngộ và giải thoát. Bây giờ Phổ Nhãn Bồ Tát trước đại chúng đánh lễ Phật, quỳ gối chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, chúng sanh đời sau cách Phật ngày xa, hiền thánh ẩn dật, bà giáo xuất đầu, vậy phải cầu học với hạng người nào? Muôn pháp chi, hằng những hạnh gì, để từ bỏ những gì là bệnh? Và phát tâm như thế nào khiến cho những người chưa có mắt tuệ khỏi rơi vào tà kiến? Cấp Phật ngày xa, hiền thánh ẩn dật, tà giáo xuất đầu. Cấp Phật xa thì tà giáo xuất đầu. Nói vậy chứ sự thật ra cái thời kỳ mà Đức Phật mà là giáng thế, tà giáo cũng xuất đầu cũng nhiều vậy. Nhưng mà càng lâu càng xa thì nó lại còn thêm những cái, nó phát sinh ra những cái tà giáo khác. Như bên nước Mỹ mà nghe nói là cả 2000+ cái đạo, mỗi một cái đạo nó có cái chủ trương khác nhau kỳ cục, thậm chí mà nghĩa là nó đào luyện cho người ta mê tín, cho nó nổi như là ở trong cố thủ, trong một cái chỗ mà cuối cùng người chết tập thể nào cả 100+ người. Thành ra là có những cái đạo mà người ta huấn luyện để làm cho người ta có cái đức tin quá sức, thâm tín quá sức rồi quên hết tất cả cái gì. Mà tu theo đạo Phật thì không phải vậy. Tu theo đạo Phật thì không có vì một cái lý tưởng của đạo Phật để rồi hy sinh, nghĩa là cái cuộc đời để mà hy vọng đạt cái lý tưởng đó ở nơi đâu khác, ở cảnh giới nào khác. Đạo Phật thì không có phải vậy. Các Phật tử lưu ý, nếu như trên đời này mà không có được cái trí tuệ giác ngộ chân lý thì phiền não vô minh nhảy đầy thôi. Mà nếu phiền não vô minh nhảy đầy thì đau khổ nhảy đầy. Thế thì không có giác ngộ được chân lý, tức là không có Bồ Đề, không có hành Phật được, không có được mọi sự an lạc giải thoát, thì tức là không có Niết Bàn được. Mà trên đời này mà không có được Bồ Đề, không có Niết Bàn thì không có cái kiếp nào, hay là mình đi cái linh hồn mình đi dạo cảnh giới nào mà có Bồ Đề Niết Bàn được. Cái chỗ này là cái chỗ mà tôi nói rất là chân tâm và thành thật để chuẩn bị. Ở trên đời này mà không có được chút giác ngộ nào, không có chút trí tuệ giác ngộ nào về chân lý,
hình ảo tràn ngập đau khổ dẫy đầy trong cuộc sống, thế thì không có niết bàn. Mà hiện tại không có bồ đề, không có niết bàn, thì cái linh hồn dù cho có tin cái linh hồn mà sanh vọng sau khi chết rồi mà hy vọng để sanh vào một cõi nào đó để được có bồ đề niết bàn là một chuyện ảo tưởng mơ hồ, không có hiện thực được bao giờ. Cho nên đại chúng bình tĩnh mà nhớ, các cái gì mà từ cái nơi mà chứng quả thấp nhất cái trong đạo Phật là quả Tu Đà Hoàng, những quả kế đó là Tư Đà Hàm, cái quả kế đó là A Na Hàm, và cái quả cao nhất cái trong những cái người mà gọi là hàng thánh vị mà bắt đầu có sự bồ đề niết bàn, có được cái bồ đề niết bàn ở trong đạo Phật là A La Hán. Thế thì người A La Hán đâu có phải là tu đạo Phật rồi chờ chết rồi mới có được cái bồ đề, cái niết bàn của A La Hán đâu. Mà những bậc A La Hán đó người ta còn thân thể hiện tiền, và trên con đường mà thành tựu A La Hán đó người ta vẫn còn hàng ngày tu thiền định tu tập, có sự giải thoát cái giác ngộ trong cuộc sống hàng ngày mà. Đức Phật cũng vậy thôi. Đức Phật mẹ sau khi mà 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm học rồi 6 năm khổ hạnh rồi tới cái nhà thành đạo mà gọi là cái đạo Bồ Đề đó, thì ngài được Bồ Đề là cũng bằng cái thân này. Rồi từ cái thân này mà ngài có được cái sự bất động, như bất động đối với giải pháp của ngài, gọi là ngài có niết bàn. Thế thì Bồ Đề cái bàn không phải chờ chết rồi, cũng không phải là chờ là sanh sang một cái thế giới nào tự nó có Bồ Đề thanh tịnh, tự nó có niết bàn thanh tịnh rồi sanh về mới đó mới có, sanh về nơi đó mới có là tối tưởng lực. Cho nên là cái đó lại cũng để ý đó. Cho nên bây giờ đây nè, hỏi phải chứa cầu học với hạng người nào, nguyên pháp chi hành những hạng gì, trừ bỏ những gì là bệnh, và phát tâm như thế nào mà tiến cho những người chưa có cái tuệ, chưa có con mắt tuệ của anh ơi vào bà kiếm. Đại chúng để ý cái chữ tuệ nhãn ở trong đạo Phật, tức là khi mình học đạo rồi, mình thâm nhập giáo lý rồi thì mình có một cái nhìn khác hơn những người mà không có học giáo lý, ta gọi đó là tuệ nhãn. Ví dụ như những cái chuyện mà vui mừng buồn giận, chuyện rầy rà, chuyện chửi mới đánh lộn ngoài đường đó mà, nếu mà người mà không có cái tuệ nhãn, không có cái tuệ nghĩ đó ha, mà thấy nghe cái chuyện đó thì mình phản như bình thường không có chuyện gì, bởi vì mình cũng có thể như người ta mà người ta cũng có thể như mình. Nhưng mà người có tuệ nhãn rồi là nghe khác, thấy người ta là đánh đập nhau, hủy diệt nhau, mình có một cái suy nghĩ khác. Thấy người ta chửi với nhau, gấu ở nhau hay hành hung nhau ha, thì là cái người có cái tội nhãn có một cái suy nghĩ khác. Một cái suy nghĩ là riêng về phần mình thì mình không nên làm những cái điều như vậy mà có thiệt hại cho thân, cho tâm, không có lợi ích. Còn như cái chuyện mà chẳng hạn như là cái chuyện mà chửi lộn á, mà cái người mà có cái tuệ nhãn, có cái tuệ nghĩ một chút à, nghe những cái chửi lộn mà chửi thật là dữ dằn chừng nào, càng to tiếng chừng nào ha, thì thật ra đó thì là lỗ lã thiệt thòi thôi. Có những cái lúc mà người ta chửi lộn nghe rất dữ, mà kỳ thật là hai bên không có ai được nghe bao nhiêu, chính bản thân cái người chửi không được nghe bao nhiêu mà cho người khác nghe dùm không. Bởi vì mình mất mê chửi mà mình la cho thiệt mạnh, cho nó khùng, cho nó khổ, la cho nó đã khổ ha, thế là mình không nghe gì, người cái người kia không nghe gì mình cũng nghe nữa. Thế thì là cái người ở ngoài mình nhìn vào đó thì người ta thấy rõ ràng là hai cái người chửi lộn là thiệt thòi vậy thôi. Thế thì là cái người có cái tuệ nghĩ nghe đó, có cái suy nghĩ đó, rồi về rồi mình tự dẹp bớt, rồi tự mình hạn chế mà để cho mình đừng có xa vào cái đó. Cái đó là một sự thật kỳ lạ, rất là sao vậy đó, mà người đời dễ dính mắc vào đó. Thì tôi nghĩ là trong đời ai cũng có những cơn thịnh nộ, là các vị về suy nghĩ lại coi, những cơn thịnh nộ dữ dằn là mình lỗ không,
người ta chửi tôi mình cũng nghe, mà mình cố ý mình chửi người ta như là muốn bể lòng ngực, muốn cắt cái con cổ ha, mà người kia nó cũng chẳng nghe. Chỉ vì là mê chửi thôi, mê nói dù gây cấn, dù độc ác, dù khổ sở người khác mà hai bên không có nghe được bao nhiêu. Thành ra là cái tội nhãn nghe khác, có tệ nhãn tệ nhĩ, nói chung là có trí tuệ thì cái thấy cái nghe của mình nó khác. Còn ở đây đó, nói về tệ nhãn này là nhìn con mắt đạo để mà có rơi vào tà kiến đó mà. Thì khi mà các vị học đạo rồi có tệ nhãn là các vị thấy người ta hành cái đạo nào đó mà cái nào nó có lợi, nó đúng mà nó có lợi, đúng cái ý có lợi là các vị thấy biết. Là cái nào nó có thể sai cho biết, nó không có lợi, các vị thấy biết. Nghe biết, thấy biết dễ dàng, đó là có tuệ nhãn. Thưa hỏi xong rồi, Bồ Tát Bổ Giác ngũ thể lễ tác đất, rồi trở về bản vị. Phật dạy rằng, Bổ Giác, ông cứ hỏi Như Lai, về những điều tế nhị có thể khiến cho chúng sanh được đạo nhãn vô quý ở đời sau. Này Bổ Giác, chúng sanh đời sau muốn phát ý đại thừa tâm cầu chuyển tri thức và muốn tu hành thì phải tìm người tính tri kiến, tâm không tụ chấp các tướng, không dướng mắt công tư tứ phương của hàng thanh văn duyên giác, không dướng mắt công tư tưởng của hàng thanh văn duyên giác. Bề ngoài thì biểu hiện tần lao, nhưng tâm hành thanh tịnh, giả hiện các lỗi lầm mà luôn ngợi khen phạm hạnh, không xúi dục người sống trái lục nghi. Cầu học với những người đó thì không lâu sẽ thành tựu vô lượng bồ đề. Chúng sanh đời sau gặp được những người như thế phải nên cúng dường cho đến không tiếc thân mạng. Như tuần trước tôi đã nói đại chúng, cầu học với những người thiện tri thức rất là có lợi. Giống như người tộc nữ tôi có câu là ăn cơm có canh, nhà tu hành có bạn, có thiện hữu tri thức rất có lợi lắm. Nhưng mà ở đây là Phật dạy là phải phát ý đại thừa. Để ý cái phát ý đại thừa trong cái sự phát tâm này nó có tám cách là tà, chánh, đơn vị, đại tiểu, thiên duyên. Làm thế nào mà mình là phát tâm mà đừng có vướng vào những cái thầy tà, những cái bạn tà, bạn xấu, mà phải phát tâm á hướng về chánh đạo. Như cái người chưa chánh để hướng về chánh pháp thì gọi là phát tâm chánh. Thì phát tâm chưa là phát tâm không có vì bồ đề nhất bàn, chứ không có vì là một cái lẽ nào khác. Nếu mà không phải là phát tâm chân thì là nó là phát tâm ngụy, chẳng hạn như là cũng tổ chức cũng giả đò tu hành, cũng giả đò làm điều thiện bên ngoài, nhưng mà bên trong thì là mưu đồ riêng tư, trong cái sự danh lợi nào đó, cái mục tiêu riêng nào đó. Thế thì phát tâm như thế thì là ngụy. Mà cái người học đạo là phát tâm chân chứ không để xa vào ngụy. Chân là lấy bồ đề nhất bàn làm cái mục tiêu mà để mình tiến đến. Cái gì phát tâm chân là tốt, rồi phát tâm đại tức là đại thừa. Đại thừa là gì? Là mình là người lợi cho tất cả chúng sanh, chứ không phát cái tâm mà hẹp hòi ích kỷ cục bộ vì lợi mình mà còn cái quyền lợi của người khác thì không biết tới. Cho nên là cái sự tu hành của đạo Phật nó khác hơn, nó có khác hơn các cái đạo khác. Người tu hành của đạo Phật thì không vì cái đạo của mình mà có một cái ý đồ để mà hủy hoại cái sự là của người khác đạo, giết chóc, tàn sát những người mà khác đạo với đạo của mình.
cái đạo hạnh cũng có cái đặc biệt ở chỗ đó. Nếu độ được chúng sanh, được an vui, được hạnh phúc, được có bồ đề niết bàn thì tốt, mà nếu độ không được thì thôi. Năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh giới, như bất năng độ tận chúng sanh giới, thật là thế đó. Cái thế giới của chúng sanh mà nếu mà còn cái thế giới mà còn vô minh che lấp thì là cứ để như vậy thôi, chứ không có gì là mình độ không được, còn mình tiêu diệt họ. Năng chi quần sanh chi tánh cùng ức kiếp sanh tử chi tự như bất năng quá đạo vô duyên, có thể biết nhiều việc lắm, có thể độ nhiều chúng sanh lắm, nhưng mà nếu chúng sanh mà chưa có nhân duyên, không có duyên với Phật đạo thì cứ để nó thôi, chứ không có gì là người ta có đến với mình tiêu diệt người ta. Cho nên nó khác hơn như một số các cái đạo khác. Cho nên là pháp tâm đại thừa là lợi mình lợi người lợi cả, không được thì thôi, chứ không có làm nào khổ, có giết chóc người ta, bắt buộc người ta phải theo đạo mình, còn không theo là tu là dâm là làm cái này cái khác cho nhỏ đau khổ, cuối cùng họ sợ họ cứ phúc phục. Thì nên cái pháp tâm đại thừa là nó khác ở chỗ đó. Cầu thiện tri thức và muốn tu hành thì phải là cùng cái người tránh tri kiến. Nghĩ cái chữ tri kiến thì là nó nhiều loại tri kiến rồi, nhưng mà tránh tri kiến là thì là họ tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh tâm tâm, tránh niệm, tránh định, cái thứ tránh là có. Chứ còn cái định thì cũng nhiều là tạo nhiều giáo thái người ta tu định lắm, nhưng mà tà định. Rồi tư duy thì người ta cũng dạy quán tưởng cách này, quán tưởng cách kia, cũng là suy tư kiểu nọ, nhưng mà cái tư duy nó không tránh tư duy. Rồi cái sự thấy biết nó cũng vậy, sự thấy biết cái sự tôn thờ một đạo, thường thường là nó có đạo nào cũng tốt. Nói như vậy không đúng, không phải là vàng nào cũng vàng, vàng nó thao cũng vàng, nhưng cái vàng có thao khác chứ. Còn vàng 12 giá trị khác, vàng 18 giá trị khác, vàng 24 giá trị khác. Không thể nói là vàng nào cũng vàng được, không thể nói là đạo nào cũng tốt, mà nói vậy được. Nói vậy chẳng qua là nói sẽ giao khách sáo, đầu môi chất lưỡi nói cho qua để cho khỏi mất lòng, để cho tâm sắc được lại là cái người nói chuyện có duyên. Cái người nói chuyện có duyên là người ta nói vậy mình cũng cứ cho mình cấm câu ấy hết cho người ta, lúc nào người ta nói sai cái từ đó thì mình giúp đỡ cho người ta, nói cho nó trôi. Thế thì cái người nói chuyện như vậy là trên phương diện nói ra gọi là người nói chuyện có duyên. Bởi vì sao? Vì cái người nào thích nó để cho ta nói được thoải mái là thoải chứ mình sang cái bộ nó khoái mình lắm. Mà nói tôi có đạo dưỡng thích á, ta nói rằng là bạn nên nhớ rằng là nha, bạn giúp đỡ cho người ta nói cho thoải mái đi đó, thì là bạn trở thành cái người nói chuyện có duyên. Bởi vì là cái một nhỏ mà nó đang hành cái đấy của người ta đó, nó quan trọng hơn 40 lần động đất ở châu Âu. Người ta muốn nói thì bạn để cho người ta trút hết tâm sự với bạn đi. Khi nào ta có quên câu, người ta có nhắc từ đó, bạn giúp thêm cho người ta, ta nói cho nó ngon. Thế thì là bạn là người nói chuyện có duyên đấy. Cho nên là cái kiểu mà nó đạo nào cũng tốt rồi, là đó là nói chuyện có duyên, nói cho nó không có mất lòng. Chứ mình nhắm độ không được rồi thì giờ mình có nói đạo cho ta xấu là chỉ là thêm một cái hận thù trước mắt mà không có được lợi gì hết. Cho nên là cái từ đó có thể ứng dụng được, tôi muốn cần là người nói chuyện có duyên. Nhưng mà trên phương diện dạy đạo, vì một người đệ tử mà mình thương yêu, không thể nói vậy đâu. Nó phải bằng nào cũng là ngành chứ bị khác nhau. Cho nên là trên cái phương diện học đạo phải là người tránh tri kiến mới nên theo. Tôi nói ví dụ bây giờ mình nói nhỏ nhỏ thôi, các Phật tử mà học đạo mà các Phật tử tinh thật bằng cái kiểu là rất hay tụng kinh cầu nguyện cho thân nhân ông bà cha mẹ mình giảng sanh cực lạc, mà giảng sanh cực lạc cái là phước báo nó vô tình vô tận, tưởng y phục mà tưởng thật cao á, muốn ăn là có ăn, mà nhớ tới là mặt là có mặt á, không có gì khổ sở cả. Vậy mà các vị còn nhờ mấy thầy làm những cái nhà minh khí, những cái quần áo, những cái tiền vàng mã mà không có con dấu của ngân hàng của quốc gia nào mà chứng nhận trong đó, mà gặp tốt cho dân lịch ông bà thân phụ của mình. Các vị nhờ người ta, nhờ ông thầy cũng tin cầu thanh cực lạc rồi cũng nhờ ông thầy làm cái việc đó mà thầy vẫn làm là nghĩa là sao?
Thế thì là có ai có cái đó là có rõ ràng là không tính khi kiếm được cái gì nữa. Nhưng mà Phật tử nào có để ý đâu. Điều đó là không tính khi kiếm rồi. Bây giờ đây này, theo giáo lý đạo Phật là con người là luân hồi sinh tử mãi mãi, không có bao giờ là ngừng cái sự luân hồi sinh tử đời này qua đời khác. Vậy thì bây giờ chúng ta là luân hồi cái kiếp của chúng ta con người đây này, thế thì là còn có thân nhân ông bà cha mẹ nào ở đâu cái xứ nào mà đốt giấy đốt quần đốt áo đốt tiền cho ta xài được hay không? Chẳng lẽ hồi xưa tới nay ta thân này lòng người là duy nhất chứ không có kiếp nào nữa hay sao? Không có thân nhân nào nữa hay sao? Vậy mà hiện giờ ta có được ai đốt quần đốt áo đốt tiền đốt bạc đốt nhà lại để cho ta ở hay không? Có lẽ cũng phải có người thương chứ, cũng có người trước ta thương ta chứ, mà sao không thấy ai có cái gì cho mình? Không ai đem mà không thấy ai đem hỗ trợ gì cho mình mà mình phải làm tất cả luôn. Muốn có tiền là phải siêng năng, phải tình thù, phải làm lụng phải làm nhiều thì có tiền nhiều, mà làm ít thì có tiền nữa. Không có làm biết làm nhát là thiếu nói nghèo khó thôi. Chẳng có cái nào ở đâu trên trời đâu không đều cứu cho mình cả. Thế thì là bây giờ thân nhân ông bà cha mẹ của mình là xâm vào một cái thế giới nào đó. Rồi mình cứ mình đó là giờ mấy thầy làm nhà mình thiếu được lầu kho rồi tiền bạc giấy áo quần này kia đốt. Như thế là chừng đó các vị đó cứ đỡ tự nhiên về cái đời áo quần ở nhà cửa nó có sắp có gì cả. Vậy mà vẫn làm được. Thế thì ông ấy thầy mình là cánh duy nhất có không có cách đi kiếm đồ đó nha. Tôi nói cái đó là các vị suy nghĩ thử. Cái là không phải là tôi nói vậy rồi tôi yêu cầu các vị phải nghe lại tôi nói. Thì nào bây giờ đây nè, ta biết rằng là cái vô lượng đại kiếp có nhiều người lắm, có nhiều đời cha mẹ thân nhân lắm. Tại sao bây giờ ta sanh vào kiếp người này không thấy quần áo thì mà nó đâu tự tới cho ta? Không có cái ai đốt hết, không có cái đồ nào bằng than tới đây hết. Vậy mà giờ mình thương đó, thân nhân của mình đem cái đồ bằng than, bằng giấy mình đốt cho người ta là nghĩa làm sao? Vậy mà có người làm được. Có thầy mình làm cho mình, thế thì chỉ thầy cho đó là công gọi là tránh tri kiến. Cho nên phải cầu học những người có cái tránh tri kiến, tức là cái tri kiến chân chánh, cái hiểu biết chân chánh, nó đúng với chân lý. Tâm không tụ chấp các tướng, cái này là khó lắm nè. Tên được ông thầy mà tâm không chấp các tướng là khó. Tôi ngã, tôi nhân, tôi chúng sanh, tôi nội giả, tương tác, tương nhận, tương chỉ, tương diệt. Các cái tương đó mà thầy không chấp là tìm được ông thầy đó thôi. Cho nên tôi thành thật mà tôi nói với đại chúng là các vị tu đừng có tìm cái gì cao xa lắm. Các vị cố tập cái diệt cái ngã cho thật nhiều đi. Để các vị mà tập mà diệt được cái ngã nhiều thì các vị có an lạc nhiều. Rồi bây giờ đây là có pháp tu rồi nè, học cái bài này là để mà giúp là để mà hóa giải về cái pháp tu đây nha. Pháp tu cũng không có cái gì khó khăn hết. Nhiều khi mình không biết mình chấp cái pháp tu mình được vô cùng mà có cuộc loạn có thành công. Còn cuộc sống là mình cũng lựa nhiều cái cách lên mình sống lắm, mình nhìn tu nữa ha, mà cái ngã mà mình không giết đó là không có cách nào mình có sự an lạc, có sự giải thoát. Cho nên là từ một vị mà không tụ chấp ở nơi các tướng, không dướng mắt ở trong cái tư tưởng của hàng thanh long viên giác, kể ra là cái hàng thanh văn về viên giác cũng là đệ tử Phật đó, Phật dạy đó, tu tới nó cũng không phải là cái chuyện dễ dàng. Tuy nhiên là cái kinh mà liễu nghĩa đại thừa đó thì cái cỡ quả vị thanh văn viên giác đó là cái cỡ đó là chưa phải là cái ý của Đức Phật muốn cho người đệ tử mình tới ngang đó mà thôi. Cho nên là ở đây nói rằng là những cái gì mà thầy nói bị thích là đừng có ngước mắt ở trong cái tư tưởng của thanh văn viên giác. Ý nói rằng đây là chuyển cấp tiểu thừa đó mà mình phải phấn đấu lên đại thừa nó mới đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn. Còn cái quả vị của tiểu thừa đó, của thanh văn viên giác đấy, như các vị học kinh Pháp Hoa đấy, Phật này là cái chỗ chứng đắc đó là cái bằng quá thành thôi, chứ chưa tới được bảo sợ. Mà cái mục tiêu của cái người học đạo là phải tới bảo sợ.
Bảo sở là con đường ngàn dặm, mình đi đủ ngàn dặm rồi, tới cái mục đích rồi gọi là bảo sở. Còn con đường ngàn dặm đó mà mình đi tới có 500 dặm mà mình tạm nghỉ ngơi ở chỗ đó, mặc dầu đầy đủ tiện nghi, đầy đủ mọi sự vui thú đấy, nhưng mà sự vui thú nó so với bảo sở còn xa, còn cách xa. Cho nên cái quả vị của thanh văn viên giác gọi là quá hạnh. Đức Phật muốn đưa lên cái chỗ bảo sở, chỗ tận cùng của vô thượng bồ đề, vô tận niết bàn. Cho nên là diễn cách hàng thanh văn. Nhưng mà các anh hiểu rằng hàng thanh văn không phải là cái người thường à, cũng là được là ra khỏi là những cái dục lạc của quả dục, quả sắc và quả vô sắc rồi đó, nghĩa là không làm lạc ở trong con đường tam đồ ác đạo nữa đó. Tuy nhiên là mục đích là bạn vừa đưa người tới vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Cho nên có thiện cách, nhưng mà chúng ta không có được quyền chê nè, chê nhẹ, chê kiểu như là khinh thường như thị là có lỗi vô cùng. Cho nên là chọn những người không có dính mắc cái tâm kinh tư tưởng của các hàng thanh văn vô giác. Bên ngoài thì biểu hiện trần lao mà nhân tâm mà hàng thanh tịnh, cái này là càng khó kiếm nữa. Cái người mà nó có tướng tánh đại thừa là bên ngoài là họ giả hiện trần lao như người thường, không ai biết bên trong giống như người thường vậy, nhưng mà bên trong họ có một con đường, có cái cách diễn ly ở bên trong, còn bên ngoài như bình thường. Mà cái này đây nè, cái này là 32 ứng thân là có đó. Nếu mà ưng dĩ thật thân giả thì Quan Thế Bồ Tát xuất hiện thật thân như vậy cái pháp, cần thân thật thì hiện thân thật mà cái pháp để độ họ. Nếu mà cái người mà cần cái thân ưng dĩ thiên long giả sa cà tháp bà a tu la ca lô la cẩn na la ma hầu la già nhân khi gia nhập thành đắc đạo giả tức giai hiện khi như vậy cái pháp. Có những lúc mà cần cái thân cài thân dòng thân giả sa thân cà tháp bà thân a tu la cái thân nhân, thậm chí cái thân phi nhân, nếu mà cần những cái đó mà để độ được chúng sanh thì Quan Thế Bồ Tát có thể hiện thành đó để mà thuyết pháp mà độ họ. Thành ra bên ngoài giả hiện trần lao là một cái Bồ Tát hạnh kỳ lạ mà người không biết được. À, tâm mà tâm hàng thanh tịnh giả hiện các lỗi lầm mà luôn lợi trên phạm hạnh, cái này là đại chúng để ý. Giả hiện trần lao, giả hiện lỗi lầm như người thường, cái đó ta gọi là theo đạo Phật ta gọi là giả hiện tha giới. Giả hiện tha giới ta dám làm, mà cái chuyên giới đó ta không bao giờ ta sai phạm. Cho nên là giả hiện các trần lao có thể phạm giống như là phạm tội vậy, nhưng mà luôn luôn là khuyến khích động viên mọi người học chánh đạo, hành chánh đạo, tu chánh đạo, giữ nhiều cái tinh thần chánh đạo, nhưng mà không khuyến khích cái làm sai. Cái đó tự là không tha kiếm, nghĩa là giữ giới đó, giữ cái đó mới quan trọng. Thành ra trong đạo Phật là tha giới thì tội nhẹ, mà tha kiếm nghe thì là tội vô cùng vô cùng. Ví dụ như là giả định thành lao, và ví dụ như là ăn mặn nè, rồi uống rượu nè, đi vô các cái chỗ quán cà phê ôm, ví dụ vậy, tức là tha giới rồi đó. Nhưng mà không bao giờ nói rằng vô các cái chỗ cà phê ôm rồi nghĩa là rồi nhảy dầm rồi chơi rồi các em út rồi bạn bè rồi nhậu nhẹt rồi này kia, uống làm cái này cho nó thỏa chí bình thanh, tôi mới vui, chính là mùa hè là cái này, nếu làm cái này không bao giờ có gì đâu. Mới là nói vậy, cuộc đời ngắn ngủi, ăn chơi cho nó thỏa chí rồi thì trước sau gì rồi mình cũng chết thôi, còn nói chuyện tu hành là phải rồi thầy biểu rồi cha mẹ bảo tôi đi tu chứ tôi đâu có thích. Thật ra là cuộc đời nó có lâu lắm à. Chớ có chí mình tâm thức khi chú quý đến cuộc ngày, dù thân nó ra nó đất rồi lưỡi mình đến đủ vui đời hả? Thỏa mãn như vậy rồi là phát chết. Còn phải cố ông già ông khó, ông nói vậy chứ à. Ông cấm vậy chứ là thiệt ra rồi, ông rồi phát tụi tuổi ông cũng chết rồi. Còn ta ăn lên đây vậy phát tụi tuổi thật cũng chết. Nói vậy là tội lỗi rõ thì ông vô, vô cùng vô hạnh. Đợt lại người ta giả hiện trần lao, tất cả mọi việc rất cần, ta làm lộn hết. Có vẻ lăn lộn gần gũi mà luôn luôn là nói chê tất cái này, chê tất cái việc làm này là xấu xa, là tội lỗi, là mất hạnh, là đau, là nguyên nhân của mọi đau khổ. Chỗ này là chỗ khó vô cùng. Cho nên là cũng đồng thời đó là lăn lộn cái tầm gian
mà cái người mà người ta giữ gìn cái đạo hạnh đó là không bao giờ người ta tùy thuận và tán thán cái cần lao đó. Còn cái người là cũng lăn lộn trong đó nhưng mà tán thán cái cách nhiệt tình đó. Cái câu này cũng vô tình khác thường lắm mà cái người phải có đạo giả mới biết được, chứ người thường mình không biết được. Bên ngoài giả hiện cần lao nhưng tâm hằng thanh tịnh, giả hiện các lỗi lầm mà luôn đợi khen phạm hạnh. Cho nên ngày như bác cận là ngày có thể trong hoa đột nhập vào bất cứ trong thế giới nào, nhưng mà luôn luôn là chia cắt những cái nào thuộc về sai lầm và ngợi khen phạm hạnh, ngợi khen ba y một mình bác, ngợi khen cái ý chí vững lưu của những người vững lưu. Đó là cái việc làm của Bồ Tát Di Đà. Luôn luôn đợi khen phạm hạnh và không chối dục người sống cái luật như. Cầu học với những người đó thì không lâu sẽ thành tựu vô thượng bồ đề. Đây, để một chút đó các vị sẽ tìm thấy những vị bồ tát ở trong quả đạo này, phải lấy được đó. Chứ còn có những cái lúc mà ta phải tùy thuận, ta tùy thuận như quả đời, chứ còn không thì đi ngược lại là cái chuyện đó là tự là hướng hạm cuộc đời vô ích thôi, không thành tựu. Ngày thổ nhất người hiển tri thức ấy đối với pháp sở chứng đã tự diễn liên tốt bệnh rồi. À, cái người đó là cái người mà có tưởng tấn đại thừa dám làm việc đó là người đó đã liên tốt bệnh rồi. Bốn bệnh đó là những bệnh gì? Một là bệnh pháp. Bệnh pháp là thế nào? Giả như có người nói vì tôi muốn cầu viên giác cho nên tôi phải làm, phải phấn đấu, phát tâm chuyên tu khổ hạnh, phải ít ngủ, phải mất ăn, phải mặc đồ rất vui, thậm chí là 10 ngày phải tắm một lần, râu tóc thì để thòm thàm, đã để như thế. Nhưng cái cách nhân mà để vào cái nhà chuyên giác không phải là do làm mà được, vì vậy cho nên gọi pháp là một chứng bệnh. Đây, để cái chỗ đó là rồi có người lại là phát nguyện là tụng kinh hai, ngoài cái vừa nói ra là còn phát nguyện tụng kinh, là tụng kinh một ngày một bộ Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi rất sợ ai mà tụng kinh một ngày một bộ phát qua thuốc ít chết tôi đi xin mình đi 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 bây giờ làm như ít có bán mà mắc lắm mà tụng cái kiểu đó rồi mà nó lao hỏi lên như là báo con báo chồng báo vợ báo cha mẹ nha. Không có phải tụng kinh mà một ngày một bộ mà được đâu, nếu mà làm vậy gọi là bệnh tác đó. Còn có người nghe là canh khuya thức như canh khuya gà gái nữa đêm vậy đó, rồi thức dậy rồi hành trì vào cái buổi đó cho gọi là thanh tịnh đó, cũng không phải vậy. Hoặc là ngồi một ngày mà một lần hai ba bốn tiếng đồng hồ, có người nó ngồi lần tới bảy ngày. À, có người đó thì sư nó nói là ngồi bảy ngày mà rồi rút hồn đi luôn được ha. Lúc nọ tôi mới đề nghị tôi nói bây giờ nếu như thật tình mà cái vị thầy đó mà làm được việc đó thì nó lại là chúng sanh vô cùng vô tận, tôi sẵn sàng nghĩa là bất cứ sự tốn kém mà kiểu nào tôi cần nguyện có như gì tôi đem tôi thực hiện trong đường lãi này cho người luôn thiên canh giữ để mà quay phim mà chụp ảnh để mà truyền bá cái đó, nó làm tăng trưởng cái lòng tin của chúng sanh dữ lắm đó. À, giờ động viên người đó làm vậy đi, cơ tổ nói vậy chứ đâu có làm được. Người ta nói được mà bảo thực hành là người ta không có thực hành được. Thành ra cái chuyện mà ngồi nó chỉ ngồi bảy ngày mà không cực cường thì cái chuyện có làm được đi nữa giờ nó thuộc về bệnh tác cũng là không được. Ngồi mà ngồi lâu ngồi dài thì cứ làm sao mà cạnh tranh được với những cái tượng người ta nó đúc bằng đồng bằng cái măng bằng cái đá bằng gỗ ngồi cũng dữ mà. Nhưng mà cái ngồi đó để được cái gì? Không có được cái gì thì nó là tượng rồi. Đức Phật của chúng ta thì hồi xưa khi mà thành đạo rồi là vẫn hoạt động như thường ấy. Cho nên là để ý trong các pháp tu là tụng kinh là tốt,
xem kinh là tốt, thuyết là kinh nào cũng thuộc là tốt, nhưng mà không phải là tụng một ngày cho người thờ, một đêm cho người thờ, phải vậy. Cái đó là mang bệnh tác chết đó. Ngồi thiền cũng vậy, phải có những cái giờ mà mình rảnh rỗi để mình tư duy, mình quán chiếu cái việc làm của mình trong đời sống. Có những cái giờ phút mà mình tỉnh thức để mà mình kiểm điểm lại cái đời sống của mình trong một ngày đó, thiện nhiều hay là ác nhiều, có cái gì xấu không để mà mình quá giải. Ngoài ra mình tập làm thế nào mà cái giáo lý của đạo Phật đó, nó ăn sâu vào trong cái trí não của mình rồi á, mình đụng xúc cho bằng xúc sự đó ha, đụng cảnh đó là mình nhớ được cái lời của mặt dạy để mà qua giải ngay, để mà chỉnh đúng ngay cái lỗi lầm của thân của khẩu của ý. Cái đó là cái thành công nhất của cuộc tu hành trên đường tu hành đó. Chứ còn cái mà là làm kiểu này kiểu nọ cho nhiều cái cực, hoặc là lại ha, lại cho nhiều cũng phải đâu. Người ta có lại tâm duyên ấy, nhưng mà đâu có phải lại vậy chứ. Còn là mình lại cái câu niệm danh hiệu Phật đó, cái danh hiệu đó thì chưa chắc có Phật thiệt. Mà cứ lại một câu đọc ba danh hiệu lại ba lại, đọc ba danh hiệu lại ba lại, lại vậy mà chắc không phải, không phải đọc Phật vậy đâu. Cho nên nếu mà lại người cũng không đúng, mà tụng người cũng không đúng, mà ngồi thiền người cũng không đúng, mà giam mình vào ở trong một cái tháp nhỏ hẹp cũng không đúng, nhìn ăn cũng đúng, mà áo dơ áo rách cũng đúng, tóc râu không cạo không tắm rửa cũng đúng. Cái đó tất cả nếu mà nêu ra cái đó thì là gọi là cái bệnh tác. Như là duy nhất chỉ tâm không phải cái đó, như là duy nhất chỉ tâm là luôn luôn á, coi lại cái chân lý thật tỉnh, thực hiện được cái đó là ở đâu là có nước hàng mùa hè ở đó. Còn tất cả các cái kia đều là những cái phương tiện, những phương tiện muốn có thể phải làm đấy, nhưng mà không có phải làm quá sức, không có đặt cái vấn đề cho nó là cái cứu cánh của cái đường tu. Cho nên tôi nói này là không có cái dụng ý mà vô tác người khác, nhưng mà thật sự tôi nghiên cứu kỹ lưỡng các kinh điển rồi, là tôi để ý tôi không có nói vô tác người khác để mà tôi kéo bổn đạo về. Tôi đâu có kéo bổn đạo nào đâu, chưa hề kéo một người nào, nhưng mà nói là nói thành thật. Mà cái chỗ tôi nghiên cứu kinh điển kỹ rồi, kể cả nghiên cứu cái phương pháp của Hình Văn là Hán Bồ Tát cho tới phương pháp của Pháp của Như Lai tu, phải nói là nghiên cứu kỹ rồi, không có nói vòng vo tam quốc nữa. Thành ra phải tránh cái bệnh tác đi, đừng đặt vấn đề gì khó khăn hết. Hai là bệnh nhậm. Bệnh nhậm là giả sử như có người nói tôi không cần đoạn từ sanh tử, cũng chẳng cầu mong chứng được niết bàn, và sanh tử không cần phải mong muốn hay đoạn từ, cứ mặc kệ buông trôi theo dòng pháp tánh. Này nói vậy lại cũng không được, buông trôi theo dòng pháp tánh. Pháp tánh nó là vô tri, pháp tánh núi sông đất liền trời xanh mây nước, nó là vô tri, nó là sanh rồi trụ rồi dĩ rồi diệt rồi thành rồi trụ rồi hoại rồi không, như vậy nó là cái vô tri. Mà nếu mà sống buông trôi như vậy là mình cũng trở thành vô tri vô nhất rồi sao? Cho nên sống buông trôi không được, không cầu không cần tánh sanh tử, mà cũng không là cầu mong được niết bàn gì cả ha, là không được. Không cầu chứng đắc niết bàn vì chủ trương rằng cho rằng niết bàn và sanh tử không cần phải mong muốn hay là đoạn tử, không được. Nói vậy không được, sinh tử ưu đi bộ não phải đoạn trừ chứ. Trừ nhưng mà không thấy mình trừ gì hết. Trừ nhưng mà vì là biết rằng những tất cả những cái nguyên nhân của sinh tử đó là tham sân si mạng nghi, nào là hỷ nộ ai cụ ái ố dục đó, phải trừ chứ. Nhưng mà phải hiểu là nói trừ chứ người ta không có trừ gì hết, bởi vì nó đều là cái thật tánh của nó là cái là thật tánh. À, nó là cái loại như bụi bặm như cần bốc lên rồi nó làm cho mến một hư không, nhưng mà rồi tự nó phải mất, nó lắng xuống mà thôi, hư không thanh tịnh vẫn còn nguyên. Nó là như sức, nó có thể xâm nhập trong cuộc sống của ta, làm cho ta khuấy động ta tâm hồn ta ghê gớm lắm. Nhưng mà nên nhớ rằng nó không phải là cái loại có hình tướng diễn diễn cố định, cho nên từ nó chẳng qua là dùng cái trí tuệ giác mà tánh giác thì tự nó mất thôi. Cho nên nói là đoạn trừ mà không thấy có cái vấn đề đoạn trừ, đặt cái vấn đề là công lao đoạn trừ để rồi ai cho ai tặng mình được cái sự an lạc, không có. Học đạo không có nói cái đó,
cho nên không cần biết bạn. Tuy nhiên là vấn đề phân tử ta cũng không cần cả, là vì ta biết nó là loại, nó là nguyên, nó là như mỏng như biển, chỉ cần tránh thức là qua giải nó. Chứ còn nói là cứ nuôi tôi rồi không được rồi, nuôi tôi rồi là nghĩ đợi nghĩ thì sao, cứ nghĩ vậy là sống hàng ngày lơ lửng qua ngày hả, nhẫn nhơ cho đoạn tháng, rồi thưởng cũng được, rồi ác cũng được, rồi phải cũng được, rồi quế cũng được, vậy là không được. Nếu như vậy là mang cái bệnh nhậm rồi đó, nhậm tức là thả buông xuôi rồi. À, cái tấm nguyên giác không phải là cái tấm mặc kệ buông trôi, vì vậy cho cái người mà mang cái bệnh là buông xuôi đó gọi là nhậm, à, là một chứng bệnh bệnh chỉ. Giả sử có người nói rằng trên đường tu hành tôi chỉ cần ngưng tập niệm lự để hợp với cái tấm tịch nguyên của nguyên giác, lại tôi nghĩ cái này nè, có chừng hoàn toàn sai lầm đó nha. Nhưng bằng niệm lự là không trúng với kinh điển đâu. Mặc dù là samatha là chỉ, nhưng mà cái chỉ là cái giai đoạn mà người ta là chế ngự những cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn lăn xăn trong hàng ngày, chứ không phải cái chỉ đó là ngăn chặn là cái tư tưởng, không phải là ngăn chặn để mà hy vọng cho cái dứt mặt tư tưởng, không phải vậy. Cả một cuộc đời của Phật, Đức Phật đâu có dứt mặt tư tưởng đâu. Sau khi thành đạo rồi 49 năm trước pháp là đây là đó, có lúc nào mà Đức Phật dứt mặt tư tưởng đâu. Cho nên đại chúng để cho đó, không khéo là các vị là ham tu thiền đó nè. Ham tu thiền là các vị về là thiền bằng cái kiểu mà vận dụng cái phương pháp chỉ, rồi có ngồi nghĩa là tập cho hai cái chân cho nó dẻo, cho nó không gây cấn đau nữa, rồi có ngồi mà giữ trên những cái niệm lực đó, cái đó mới thành tựu, cái đó là chỉ không, không không có cái trí tuệ không quá là các vị không có cái trí tuệ được. Để ý cái bệnh này là cái bệnh chỉ như này, cho nên chủ trương rằng chỉ cần muốn tập niệm lực tự để cho nó hợp với cái tính là cực việt của nguyên giác, nói gì vậy cũng tính nguyên giác cực việt, nhưng mà cực việt không sanh phiền não vô minh, không sanh ra những cái hỷ nộ ai tự ái ô dục như người thường tình, nhưng mà trí tuệ giả nó giác ngộ lúc nào cũng sáng suốt, chứ không phải là nguyên bạc đâu. Nên đặt mà mong cho nó phù hợp với cái tấm nguyên giác tình lạnh là lão hại sai lầm lớn đây nè. Ý tưởng đó, ý tưởng cho rằng nó nhân bằng niệm lự mà để nó hợp với cái tấm nguyên giác là ý tưởng đó không đúng. Người tấm nguyên giác không phải là cái tấm nhân bằng, vì vậy mà gọi chỉ là một chứng bệnh. Tấm nguyên giác nó thanh tịnh chứ không phải là tấm nhân bằng. Tôi nói ví dụ như là chúng hàng ngày nè, không có các vị hàng ngày vẫn hoạt động như thường, nhưng mà hoạt động trong cái bất sát bất đạo và bất dân, nó khác với cái người thường hoạt động là trong những cái nghiệp sát đạo và dân, nó thành ra là cái nghiệp ba cái nghiệp tội lỗi nguyên nhân của địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Ở đây cũng hoạt động mà hoạt động trong bất sát bất đạo bất dân, miệng của người này nó không học gì hết đó, thì là nói quá nó lấy hai chiều, nó lại theo dạng nó lại không mà đều đeo cả ngày và thậm chí kéo luôn cả cuộc đời như vậy. Nhưng mà đây là cái người mà học đạo rồi vẫn nói chứ, nhưng mà nói trong lòng không vọng ngôn, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không bao giờ có nói láo, không bao giờ nói lưỡi hai chiều, không bao giờ nói lời tâm học, không bao giờ nói lời theo dạng, không bao giờ nói lời không ác. Thế thì là nói như vậy là có bước thêm chứ đâu có phải gì nói mà tội lỗi đâu. Ý người ta bình thường là tham sân gì chi, ở đây không tham không sân mà sống không chi, mà còn lại dạy cho mọi người lại còn bố thí, là còn là tu nhẫn nhục, rồi còn tu trí tuệ nữa cơ. Thế thì là cái sự hoạt động của ý đó vẫn hoạt động như thường đó chứ, mà nó vẫn phù hợp với cái tánh duyên giác, là vì là cái tánh giác ngộ tròn này viên mãn đó chứ. Chứ còn là nếu mà ngăn mặt hoàn toàn là nó giống như cái tượng gỗ, tượng đồng, tượng đá, tượng đất, tượng cái năng thì là có lẽ gì là ai đâu. Cho nên cái chỗ này không khéo là tu thiền là nguy hiểm vô cùng. Nếu mà tu thiền nó là nó trở thành nó gần giống như cái loại là cái bằng thi tổ thi tổng chứ thiên, cố ý chặn đứng ngăn dứt tất cả những cái mộng cái tổ tư tưởng của mình. Nhưng mà làm sao mà chặn được,
chẳng qua là chẳng được cái tư tưởng thôi, còn những cái tư tưởng như thế thì là vẫn còn, vì nó còn cho nên con người nó còn sinh mạng để sống. Chứ nếu mà giết mặt hết tư tưởng là con người không còn sống được nữa đâu. Cho nên là cái cố ý mà giết trừ mà gọi là chỉ mà là ngăn chặn mà kiểu mà thiền định mà ngăn giết là phạm hại là sai. Đại chúng nhớ là cái Phật đây không phải là sao với thành Phật rồi là châu du thuyết pháp mà nhất phát thiên gia tạng cô thanh giảng lý như cô này nó Phật như vậy là chẳng lẽ Phật đã sai lầm à? Nó Phật đã quên đi những cái thiền định cái chỉ quán của ngài không? Như là chúng ta đã nói như thuyết thành nghiệp tùy trí huệ hành, như thuyết trí ý nghiệp tùy trí huệ hành, như thuyết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, tức là thân khẩu ý của Như Lai vẫn hoạt động như thế mà hoạt động bằng cái sự điều khiển của Như Lai. Cho nên là phải chỉ là nó phù hợp với cái tâm người dân mình thành đạo. Chỗ này là tôi nói học cái môn này là nó thú vị vô cùng, rồi nghĩ lại cái quá trình của Như Lai ta hoàn toàn là đúng. Như Lai thành đạo rồi, Như Lai đâu có nín khe đâu. Thân khẩu ý của Như Lai trong thai hộ chỗ mà bất động đâu, vẫn hoạt động mà, nhưng mà vẫn là không rời Như Lai gì vậy. Cho nên tôi muốn nói lại cũng để ý những cái pháp môn này, mốt là bệnh viện. Giả sử có người nói tôi nay đoạn trừ tất cả phiền não thân tâm căn trần, vì tất cả là cảnh giới hư vọng đấy. Nói nghe do giống như đúng vậy đây nè, nhưng mà các vị mà không học trên đại thừa này các vị không biết được. Tôi nói cần đoạn trừ tất cả phiền não, đoạn trừ tất cả thân tâm căn trần, nói là đúng quá chứ gì. Nhưng mà nếu mà làm thật sự vậy là các vị sai rồi. Phiền não lấy cái gì mà đoạn? Phiền não nó ra làm sao mà đoạn? Dũng tâm mà đoạn trừ phiền não, chứ còn đoạn trừ phiền não là tu gì thân bệnh đó nha. Xuống chân như tổng thị tà đó, dũng tâm mà đoạn trừ phiền não là các vị thêm một cái thứ phiền não khác. Cho nên vấn đề phiền não nó không có vấn đề là dũng tâm đoạn trừ, mà vấn đề là cái gì phải tỉnh thức, biết nó là vật, là đóng cửa không cho nó vào vậy thôi, không có đoạn trừ vậy. Cho nên là các vị học nó, nhìn mặt nó cho bạn thường, biết danh tánh nó, biết số một số lượng của nó. Khi mà nó đánh ta đủ sức tỉnh thức để ta đóng cửa nào cho nó vào, y như ta biết những người nào chọn khóc tao cho vào vào ngõ vậy thôi à, không có đoạn trừ vậy hết. Dung tâm đoạn trừ là sai. Đây à, dũng tâm á, đoạn trừ tất cả phiền não, thân tâm căng trần. Còn căng trần mà các vị đoạn á, chứ như là phải đoạn căng trần. Nhãn căng, nghĩ căng, tử căng, thiệt căng, thân căng, nghĩ căng, tội lỗi gì? Nó có hoàn toàn nó có gì là tội lỗi cả. Còn trần á hả? Là sắc thân hương vị xuất phát bên ngoài á. Chứ trần là nói theo cái danh từ của duy thức học. Trên cái kinh điển của bậc bất liễu nghĩa kinh, sắc nó có cái tính làm hiểu ô cho nhãn căn nhãn tính, cho nên gọi sắc được tầng. Chứ tầng có nghĩa là hiểu ô đó nha. Thân nè nó có thể là quyến rũ, nó có thể lôi cuốn, nó làm hiểu ô cho những âm thanh, nó làm hiểu ô cho cái nghĩa căn nghĩa thức, cho nên gọi nó là tầng. Hương thì cái mùi thơm nó quyến rũ, nó lôi kéo, nó làm cho là hiểu ô cái tỷ căn nghĩa thức, cho nên gọi là hương là tầng. Vì nó làm nhiễm ô, nó làm tham đắm thèm thuồng của cái ý thức và là thị căn, cho nên gọi nó là vị tập. Xúc với tất cả những cái lạnh nóng cân lát đứng nhớ, nó làm nhiễm ô cho cái thân căn và thân thức, cho nên gọi là xúc tập. Ý thì nó làm cho cái sự nghĩ ngợi của mình nó nên trao đảo, nó loạn động, cho nên gọi nó là pháp tập. À, nó làm tôi loạn động cái ý căn, tôi tưởng mình gọi là pháp tập. Nhưng mà nói đó là tôi tin báo đại chúng là kinh điển bất liễu nghĩa, đó là dạy cho những người sơ cơ để tư duy quán chiếu thấy như vậy để mà ngăn mà chặn mà chừa thôi nha. Chứ còn kinh điển đại thừa là cái cần không có gì là cần cả. Sắc thanh hương vị xuất pháp không phải là thật, mà nó là những cái đối tượng vật chất tồn tại khách quan. Cho nên cần gì mà phải đoạn nó chứ. Muốn sông đất liền tại sao mây nước bỏ cây qua lá, sau khi Như Lai thành đạo rồi nó vẫn còn nguyên đó nè. Đoạn chi? Đoạn đâu? Mà dù có đoạn cũng không được nè. Cần gì mà đoạn thành chứ.
nói chỉ cần là trong ngoài sắc tinh nhân được xuất phát, trong ngoài là núi sông đất liền trời trong mây nước có kêu qua đó. Nhưng mà sao tôi Như Lai thành đạo rồi, người dân chỉ học vẫn không rời những cảnh như vậy, thế thì cần gì phải đoạn lục căn, nó đâu có tội gì đâu mà đoạn. Còn Như Lai thành thật rồi hả, mắt tai mũi lưỡi thân ý của Như Lai vẫn còn nguyên chứ mà, con mắt mắt bỏ đâu, có lấy đinh đóng lỗ tai cho lên thì không lỗ nhĩ đâu, có lấy lò mà chọc quậy cái mũi cho nó mất cái khứu giác đâu. Nói chung là sáu căn còn như nó, nhưng mà Như Lai vẫn là sống trong Như Lai duy nhất diệu tâm, giảng giải bên ngoài, giảng pháp bên ngoài đó là Như Lai duy nhất diệu diệu tâm. Thế thì chưa gì mà cái đoạn căn cần chứ, còn bị não thì không tự thất à, chỉ cần tỉnh thức là tự nó tan biến ngay. Tôi nói một chuyện lão bạn của nó đang giận dữ tung 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 dây nè, mà có cái người khách quý mà đánh cho là mặt mày vừa tỉnh liền thế này. Thế thì là các vị thấy cái thân là cái gì mà phải loạn chứ, à, đang giận dữ tung tung vừa đánh vừa đập vừa xô này kia này, là màn ghế trong này nè, mà thấy khách quý quá quý ha, tao tới là tao là dọn ngay và bàn người dựng người kỹ lưỡng lại, tao là đuổi ba cái miếng miếng chai rồi mới tất rồi mới bẻ rồi đẩy nó vô trong đi làm vườn ngay cái mặt mày cái tỉnh lại cái là mặt cười tỉnh mơ là dạ thưa bác hai chị tư mới đến nhà anh chị khỏe không tỉnh mơ ra giờ đó rõ ràng là nó có thật tính chứ mà. Cho nên cái kinh điển này mà học rồi á, tôi nghĩ rồi mà là nó thâm nhập rồi là các vị tu nó không có khó, nó khó là nó khó là mình huấn luyện được căn tần thức của mình. Chứ còn trên cái pháp tu không có vấn đề hết, bởi vì đây là chân lý thật sự. Vì vậy mà nói rằng tôi nay mà đoạn hả, đoạn tất cả phiền não thân tâm hả, thân tâm mà đoạn là đoạn sao, tâm của mình có gì đâu mà phải đoạn chứ. Tâm của mình tức là nó biểu lộ qua cái pháp thức á, tự bất tí nhân nhân tự tí, mà qua bất mê nhân nhân tự mê, mà cần gì phải đoạn chứ. Vì những cái thứ, vì tất cả các cái cảnh giới hy vọng cần phải đoạn gì à, cho rằng như vậy đó à. Nhưng mà cái nguyên giác thì không phải là cái tướng đoạn diệt, vì vậy cho nên gọi diệt là một cái chứng bệnh. Hành đạo nguyên giác diệt tánh đâu có phải là đoạn diệt, nó có phải là làm cho nuôi cho biết cho tâm cho ngậm cho là pháp căn tê liệt đâu. Cho nên không cần diệt thân, đâu cần diệt cái trí hiểu biết của mình, cho nên cũng không cần diệt tâm. Còn căn và cần cũng có chịu tội lỗi gì để diệt. Là thế thì làm cho người nào mà cũng cứ mình giết không, để nó thành như là tượng gỗ, như là tượng đất, như tượng đá đó, là sai lầm cái đường tu rồi đó. Bằng cớ là Như Lai Thế Tôn của chúng ta khi mà thành đạo vô thượng Bồ Đề cũng có diệt cái gì hết. Chỗ này rất sức là độc đạo, không khéo là tu một cái sai lầm kỳ quặc, có khi tự giam mình vào trong một cái thất nhỏ xíu mà hành khổ không biết bao nhiêu người ở ngoài à. Vô trong cái thất gọi là tu hành mà, gọi là diệt hết đó mà hành khổ những người ngoài như cũng mà mình sự thật không có được gì hết, đâu có cần phải giam như vậy. Cho nên là tôi nghiệm ra cả cái đời của Đức Phật hồi đó, từ cái lúc mà ngài chưa ngộ đạo thì ngài chưa có ngồi thiền, ngài chưa thấy được lý, là ngài có ngồi ở dưới cội Bồ Đề. Ngồi thiền nghĩa là tư duy bất động, đi sâu vào trong thiền định đấy. Tuy nhiên là ngài vẫn xuất định hoài thôi. Có những lúc là thành tựu sơ thiền, có những lúc ngài thành tựu nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngài tư duy ngài vẫn xuất định mà, ngài vẫn sinh hoạt bình thường à. Còn người ta nói rằng là ngồi ngày mà ngồi luôn đó là người ta thấu hồng Như Lai á. Chứ Như Lai ngồi xuất định bình thường, lúc nào muốn trong bụng mà nó cần đi đại tiện cũng đi chứ, ngồi chỗ 21 ngày mà không có đi, trời ơi, nó làm tự linh sao chịu nổi. Bởi vì cái thân tứ đại là nó có quyền mà, quyền của nó mà, tới lúc nó cần mở là nó mở, này là mở cho là nó nói được không. Chứ mà đâu ngồi hoài được, là tại ta nói ngày ngồi 21 ngày ngày luôn chỉnh diễn vậy, ta nói nó không đúng, không có khoa học. Trong quá trình chính này người ta đưa lên cái Như Lai như bình thường, tuy nhiên là ngài có sống trong thiền định, thiền định để mà làm chủ pháp căn của mình, không bao giờ mà để cho pháp căn mà không có
cái sự cảm giác về về thấy, về nghe, về ngửi, về nếm, về xúc vị. Cho nên Như Lai có phạm, nhưng mà sai lầm là do Như Lai luôn luôn là đề cao cảm giác. Mà khi mà ngài thành tựu vô thượng bồ đề thì lúc nó khỏi cần cảm giác nữa, mà nó tự cảm giác automatic, nó tự minh tay automatic. Còn lúc mà ngài chưa thành tựu là phải phải cảm giác, phải tu tập thôi. Tôi nói vậy nó giống như là các chị mà đi xe đạp đó mà. Hồi ban đầu thì là mình mới tập là mình thấy như là kềm đưa trốn lắm, mà nó cứ người ta nó lũi, nó cứ gốc cây nó lũi thôi. Nhưng mà tới khi mà các vị mà thật thân thuộc rồi là các vị không có dụng ý tấn vậy đó. Còn những cái một tay về mà vừa cởi xe mà vừa nói chuyện như bình thường là không có ý tấn, mà nó không có lũi vô người ta nữa, không có lũi vô gốc cây nữa. Mà nói vậy đó, sau khi mà thành tựu vô đội bồ đề rồi là khỏi cần cảm giác nữa, tự nó không phạm phải sai lầm. Chứ không phải là Như Lai là làm thinh, là ngồi một chỗ một khách được rồi. Thế thì là bốn cái chứng bệnh đó đại chúng về để ý mà nghiên cứu mà tu hành các vị sẽ thoải mái kỳ lạ, không có bị ràng buộc. Ngày thọ giác chúng sanh đời sao muốn tu hành phải hết lòng cúng dường phụng sự gần gũi người hiển tri thức của mình. Gần gũi người tri thức có lợi, ở gần thì một lòng kính trọng, ở xa phải luôn luôn nhớ những cái ý tốt, những cái lời lành. Nếu như người có biểu lộ những cái cảnh bằng, những cảnh bằng lòng hoặc là trái ý, hãy quán niệm chẳng có gì. À, tại sao vậy? Tại sao mà nếu người thiện có thích mà có biểu lộ những cảnh bằng lòng hay là không bằng lòng, cái ý đó là quan niệm như chẳng có gì. Vậy là mình u mê rồi căng, mình vì kính dựng như thích mà mình mất đi lý trí căng. Không phải đâu. Nếu mà thật sự mà quan niệm như chẳng có gì như vậy là mình được lợi thôi. Giả sử như người thiện có thích kia người ta tỏ cái giá nghịch hạnh mình không biết, đó là chuyện đó là mình lỗi rồi, mình uổng khí rồi. Nhưng mà giả như mà người ta là có thật sự sự mà sai, mà mình á nhớ những cái lời lành, những ý tốt, mà mình những cái điều đấy mình coi như không có gì, nghĩa là mình đã tập như vậy là mình vượt được cái tướng ngã rồi đó. Mà vượt được tướng ngã rồi thì là bao nhiêu cái tướng nhân, tướng thân, tướng còn giả tự nó mất đi thì là con đường giải thoát giác ngộ của mình mới gọi là cao đó nha. Vì vậy cho nên tôi nói với đại chúng là trong khi mà chơi bạn bè đừng có cầu toàn, đừng có cất bị. Mỗi một người nó có cái ưu, mình chơi với bạn bè để tưởng như thích, mình chơi với cái mặt ưu. Còn nếu như cái khuyết thì như đây nói là mình không cần thêm. Giá như người ta thật sự mà có khuyết đi nữa là mình mà thế mà mình mà buồn đi nữa thì chỉ là biểu lộ là cái ngã tướng của mình nó nổi lên mà thôi. Đừng có cầu toàn. Trên thế gian này mà còn một đoạn giảng có đọc từ Như Lai chúng con là từ những bậc mà chúng tôi là hớn trở lên đó, thì là bạn bè không dễ gì mà có cái người con giảng để cho mình bằng lòng. Đây cho nên là cái ý là nói như là giả sử trụ tri thức mà có những điều không bằng lòng, coi như không có gì. Thân tâm của mình của mọi người đều đồng thể bình đẳng, nên nhớ rằng chúng sanh không được thành đạo do có những cái quan niệm thương ghét ta người hơn thua tốt xấu phải quấy lấy bỏ dân dân và dân dân. Đấy vì vậy cho nên mình ghét rồi nên tôi rất là mình lỗ lã rồi đó. Cái này thì nó không khó nhưng mà phải tập dữ lắm, chứ không tập cho là nó làm nó khó. Cái thật sự nó khó. Nếu như có người xem quan gia như cha mẹ, không có ý tưởng hay, ân quán bình đẳng, không khởi cái tâm thương ghét, Như Lai nói người như thế không bao lâu sẽ đến nhà viên giác, tức là sẽ thành Phật đại. Quán thân bình đẳng, à mình khổ đau quán quẩn kiếp ác duyên, bồ tát bố thí lãnh niệm quán thân bất niệm cửu ác bất tánh ác nhân. Ở đời này nó nhiều cái hoàn cảnh khác nhau cho nên là sinh hay nhiều cái sự quán ghét hận thù. Còn bồ tát thì không vậy, không có trình mà quán ghét hận thù bồ tát rồi. Thường làm việc bố thí không kể là kẻ đó là kẻ nối địch quán thù hay là người thân, chứ mình nắng nhẹn quán thân
mất niệm cự ác, mất tâm ác nhân, không có quán ghét cái lỗi cũ, cái sai trái cũ của người khác, và cũng không có ghét người ác. Bởi vì trên đời là người mà làm sao mà người nào cũng thiện hết được, mà mình tìm người thiện không thì mà làm sao mà tìm được có. Vì vậy cho nên đó là cái lẽ tất nhiên, mình không hiểu rằng đó là ý tất nhiên của cuộc đời. Tại cái cách tu là tu như vậy, cái đoạn này rất là khó làm, nhưng mà không phải là người ta làm không được. Ngày phổ giác, chúng sanh tại sao muốn cầu chứng giác, hãy thắt lại hệ nguyện rằng tất cả chúng sanh cùng tận thế giới hư không, cái đều thịnh sự khiến cho họ được vào nhà Như Lai chứng giác, và chưa bỏ tất cả ý niệm kèm vượt bí thử ngã nhân. Để cái người muốn tu theo cái duyên giác là phải thắt cái nguyện như vậy. Cái nguyện đó là giống như cái nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, giống như cái nguyện của Hạt Nam. Nhưng chúng sanh vị thành Phật, chúng mất cái thử khổ mê hoặc. Nếu một chúng sanh nào mà chưa thành Phật thì có nghĩa rằng con không chứng lấy mê hoặc. Còn Bồ Tát Địa Tạng thì là địa ngục, vị không thể hết thành Phật. Ngày nào mà địa ngục còn thì là Địa Tạng Bồ Tát không có thành Phật. Bởi vì Địa Tạng Bồ Tát là tâm của chúng sanh tâm của chúng sanh mà nó còn tham sân si mạn, nó tạo ra cái nguyên nhân của địa ngục, thì là người Bồ Địa Tạng làm sao mà thành Phật được. Cho nên người Pháp có nghĩa lượng lớn như thế. Người phát tâm tu hành như vậy sẽ không rơi vào tà kiến. Nghĩa là phát tâm đại thừa thì nó sẽ không rơi vào tà kiến. Phát tâm đi trên con đường nghĩa là xa rồi tướng tướng ngã nhân chúng sanh thọ mệnh, xa lìa tứ bệnh, tác nhậm chỉ diệt, y theo người thiện chỉ thích mà tu thì người đó khỏi rơi vào tà kiến. Bây giờ Đức Thế Tôn đưa lại nghĩa tên bằng một bài kệ: Phổ Giác Ông Nhân Viết, hậu thế các chúng sanh muốn cầu hiển chi thức nên cầu người chánh kiến. Chánh kiến tâm không ở nhị thừa, thất hành ly bốn bệnh. Chánh kiến là một nè, tâm đại thừa chứ không phải nhị thừa là hai nè. Còn cái thất hành của vị thiện chi thức đó là phải xa lìa bốn bệnh, tác nhậm chỉ diệt. Phải xa lìa bốn bệnh là tác nhậm chỉ diệt, ở gần thì tôn kính, cách biệt nhớ lời răn, khi thấy hiện tướng gì nên trong lòng hy hữu. Điều này như tôi nói nãy, thuận thì tốt rồi, nhớ lại những lời gì có thể nổi tiếng đức nói là lành lại hay ý đẹp, mà có những trường hợp biểu hiện ra những cái cảnh thấy nghiệp lọc cũng đừng sanh ra bực bội, nên trong lòng hy hữu, kính như Phật tại thế, không phạm các oai nghi, giới căn đều thanh tịnh, độ tất cả chúng sanh trọn vào nhà viên giác, bị thử giả nhân tướng, dùng tuệ giác chiếu soi, dùng cái trí tuệ giác độ mà chiếu soi về những đề bị thử giả nhân, dẹp đi cái đó, cố gắng tránh những cái đó, thì sẽ có an lạc. Bồn tu ý chấm pháp, tà kiến khỏi rơi vào, ngày về nhà viên giác, nước màn đến gần kề. Tập tu như vậy thì về nhà viên giác, về đến nước màn gần kề đó. Thế thì cái chương này là hôm nay là hết cho phần nguyên văn đó. Trong cái phần tịch chỉ á, các vị nào nghiên cứu đọc cái phần tịch chỉ rất là có lợi, nó càng thuốc thì càng tốt. Đây là người ở đây. Tương văn đó.